Hello mọi người, hôm nay là mùng 5 Tết mà mình đang ăn bữa tối là cơm chiên nha, cơm chiên nha. Ngon quá mọi người. Quá ngon. Nay mình không biết quay gì hết trơn mọi người, nên là quay buổi tối mà mình ăn. Bữa giờ mất đi chút Tết, quên quay clip cho các bạn xem, đăng dài cái video trên video cấp cứu mọi người. Mà không biết quay gì cho người xem nữa. Dạo này đi chúc Tết bí luôn, bí ý tưởng. Tạm thời đăng video cấp cứu. Một cùng coi bữa tối của mình. Buồn cá nữa là gần hết Tết rồi. Mà không sao, Tết năm sau mình sẽ quay cho các bạn xem. Mà không biết cơm mình có được tồn tại nữa hay không, hay là bị khóa. Mình chỉ ước là cơm sẽ không bao giờ bị khóa nữa. Còn ngon lắm. Rồi để mình rửa để mình dẹp tô cái nha. Thank you.
Ây da, mùng 7 là hết Tết rồi mọi người ơi. Hay. Bữa giao thừa mình có quay vlog cho người xem rồi đó, là bán pháo bông, trời ơi, tự nhiên muốn quay lại bữa đó ghê thiệt. Còn bữa mùng 1 á, mình có quay đi vô chổng chúc Tết mà đi giữa trường tự nhiên bị cắt, cái tự nhiên nó tạm dừng ngang chừng đó. Hồi mình đăng cái này xong rồi mình đăng cái video mà mùng 1 Tết cho mọi người, để mọi người biết là nó đã bị tắt. Ok, rồi á, để mình đăng cái video mùng 1 Tết đi vô sớm trong chúc Tết. Tự nhiên mới vô đốt nhang giữa chừng, tự nhiên nó tắt giữa chừng luôn, mình còn không biết nữa. Rồi sao mình bó tay luôn, không quay luôn, sợ nó tắt nữa. Thôi thì mới hôm nào đưa ông Táo về trời mà nay nhăn ghê thiệt. Mình nghĩ từ hồi đưa ông Táo về trời xong tới tới nay tự nhiên thời gian nhăn nhăn ghê mọi người. Ok, quần Nam giờ đang ở nhà mọi người, quay chung nó. Thì mấy ngày Tết á, thì mừng đi chúc Tết đồ này kiểu nọ.